Bị sao vậy? Bị bệnh dịch, nó bị hai thằng đó. Dạ. Cái bạn công ty đó là cái thằng hai thằng ra. Nó cắt dây điện đó. Ờ, nó chóc hình không hay ha. Không biết, rồi bắt đầu cái thằng kia nắm, cái thằng này chết luôn. Rồi thằng này lại cứu hay sao? Không, bị nó giật luôn hai cho hai thằng mà. Vậy ha. Ừ. Sao mà giật lên? Ờ, làm chung nhau hai người. Ờ, thì sao mà bị giật được hai người chứ vậy? Nói nghe mấy người đó, người ta nói là bị sự cố gì đó, rồi ông nó bị giật rồi nhỏ đó cho nhào vô ôm ra. À. Nhào vô ôm mà dính luôn. Rồi, thì ra là vậy đó ha. Ừ. Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Thì bất ngờ hai em ra đi. Trong lúc đang làm công việc thì bất ngờ hai em ra đi, không có cứu chữa kịp nha mọi người. Gia đình rất là xót xa. Thì bất ngờ nữa là hai em ra đi cùng một lúc, cùng làm một giờ, thì bây giờ hai em lại cùng được yên nghỉ một nơi cặp bên luôn nha mọi người. Thì video này Thành Võ Thế Huy xin chia sẻ cùng quý cô chú anh chị xem. Hay thì nhớ cho Thành Võ xin một like và một lượt đăng ký, nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nha, thì hôm nay mình có mặt tại một đám tang một người em rất là xót xa. Một người em ra đi chỉ mới 17 tuổi thôi, cũng là một trụ cột trong gia đình, lo cho gia đình rất là quan, rất là giỏi luôn. Thì không may thì hôm nay em đã xảy ra sự việc là đi làm đó mọi người, có tai nạn điện giật. Hai anh em ra đi, thì ở đây là một người em, còn một người anh ở bên kia. Thì hiện tại thì cũng có rất nhiều cô chú đến để chia sẻ những nỗi buồn cho gia đình. Chừng nào chôn vậy anh? Khoảng chừng 11 giờ. 11 giờ trưa nay ha. Dạ. Bây giờ là ăn lên đó là biết em nó bị sao vậy? Bị bệnh dịch, nó bị hai thằng đó. Dạ. Cái bạn công ty đó là cái thằng hai thằng ra. Nó cắt dây điện đó. Nó chóc hình không hay ha. Không biết, rồi bắt đầu cái thằng kia nắm, cái thằng này chết luôn. Rồi thằng này lại cứu hay sao? Không, bị nó giật luôn hai cho hai thằng mà. Vậy ha. Ừ. Sao mà giật lượt hai người như vậy? Bị hai dây điện. Ảnh nào nó cầm. Vậy đó hàng. Ừ. Mà sao lấy là cái tóc lược. Cái tóc chóc lên hai dây hai người luôn. Ừ. Rồi giật thằng kia trước. Rồi thằng này chở đi bệnh viện. Thì ra gần tới chết trước rồi. Rồi tội nghiệp em quá ha. Dạ. Ừ, mới 16 tuổi. Rồi anh là sao với em? Đi chị, người này người chị. Dạ. Cháu. Dạ dạ. Đi cái đầu. Đi đầu dạ. Chị cái người bên đó phải chết chung với cái chàng trai 17 tuổi không chị? Phải. Là bây giờ là chưa chung lượt với thằng kia hả? Là mơ ngày mơ 9 giờ chôn. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi chôn mà chỗ đầu tỳ đẳng. Chung luôn đó hàng. Ừ. Chung chỗ luôn ha. Ừ, chung đâu, chung ở đó luôn hết đâu. Dạ. Yeah.
Thì nó mà em trai 17 tuổi đó, cũng mới vừa chôn rồi đó. Chôn cái này hả? Dạ. Ông này ngày mai 9 giờ sáng chôn. Ông này nhiêu tuổi vậy? 43 tuổi rồi. 43. Thì ông làm chung với thằng em trai đó hả? Ừ, làm chung nhau hai người. Thì sao mà bị giật được hai người dữ vậy? Nói nghe mấy người đó, người ta nói là bị sự cố gì đó, rồi ông nó bị giật rồi nhỏ đó kêu nhào vô ôm ra. Nhào vô ôm mà dính luôn. Rồi, thì ra là vậy đó ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Thật xót xa. Thì đám tang hiện tại thì của một em trai ra đi mới 17 tuổi thôi mọi người. Nghe nói thì em đang học đại học gì đó. Thì bây giờ thì bất ngờ em đi làm để kiếm tiền trong lúc nghỉ hè để tiếp giúp gia đình. Nhưng không may thì bây giờ là em trai đã bị tai nạn do điện giật nha mọi người. Em ra đi mãi mãi luôn. Thì với một người anh trai 43 tuổi, còn em thì 17 tuổi nha mọi người. Thật xót xa khi em cũng lại là một đứa con hiếu thảo, một đứa con lo cho gia đình, rất là có hiếu trong nhà, thì bất ngờ tai nạn thương tâm đã ập đến với em. Thì hôm nay đám tang này em đã ra đi, thì em được chôn trước người anh trai 43 tuổi, cũng chưa có vợ có con gì hết. Thì chôn, em đã chôn trước một ngày thì bất ngờ hy hữu là hai người chết chung, bây giờ lại là chôn chung một chỗ luôn nha mọi người. Chết chung và làm việc chung, bây giờ chôn cũng chung luôn mọi người, chung một chỗ luôn. Giờ này thì mọi người cũng đang chuẩn bị để đưa tiễn em lên xe về nơi an nghỉ cuối cùng nha mọi người. Đó, thì bây giờ người nhà và các anh em gom lại để tháo gạt ra để cho trống chỗ để mà ghim cái hộp lên đó mọi người. Và bây giờ đưa em lên trước nha. Đây là cái linh cữu của em. Em trai mới 17 tuổi thôi mọi người. Rớt nước mắt. Khi chuyện đời chưa hiểu gì hết thì bất ngờ tai nạn thương tâm xảy ra đến với em. Thì bây giờ anh em đã linh cữu của em lên xe để đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Quay lại con nhỏ ngồi chờ mình cướp. Quay lại đây đi ghé. Có 52 không? 500 này nè. 500 sao mua? Dễ dễ lắm mới tài nè. 52 27 6 tiền nằm dưới giữa, nằm đâu.
Nó đau chết, bị gan. Mình ăn nó chết luôn. Có đồ, chết là chết no đó. Nói gì không phải vậy, nó bị gan. Nữa hả? Còn ở Vũng Kiều Phú Lâm á. Phú Lâm chứ qua đây hả? Hai thằng nằm cặp nhau. Cho hai thằng nằm cặp luôn. Dạ. Nằm chung nhau, nằm cặp chung luôn. Là trong Phú Lâm chưa ra. Chưa ra. Vậy cho kia nằm kế đó luôn hả? Rồi, cho có bạn có bè. Không có làng thì cậu có được thì tử đó đó vật đó 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 ở đây ta đúng giấy đại nữa chứ đọc bài Tây Phương Ba Hiệp rồi rồi ai biết đọc đứng đọc làm đi ai biết đọc thì đứng đọc đi đọc theo cái này nè đó làm lâu tây phương cực lạc nè mở lớn lên ừ không nghe tao cúng không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ba hồi thôi nghe, chứ nãy bà kia mới đập cái bốn hồi vậy đó. Đây là một nạn nhân thứ hai, thì cùng bằng chung với em trai 17 tuổi nha mọi người. Thì ở đây em cũng ra đi, anh ở bên đây thì lớn tuổi hơn em trai kia 40 mấy tuổi rồi. Thì hai người bằng chung công ty bột cá thì không may do tai nạn lao động mọi người, thì dính dây điện người hai người ra đi mãi mãi luôn, ra đi bất ngờ luôn, không có trở tay kịp mọi người. Ở đây thì ở nhà đang lo tang lễ cho anh. Hai người đi làm chung mà bây giờ hai người thì cuối cùng cũng bị mất chung một chỗ luôn, thì cuối cùng cũng nằm chung một chỗ luôn nha mọi người, chung một nghĩa trang nằm kế bên luôn.
Ở đây là anh cũng là một anh trai, không chưa vợ chứ con luôn. Vì chuyện cơm ăn áo mà bất ngờ thì không may mọi người. Thì em trai thì chôn trước một ngày, thì còn anh này thì chưa có chôn mọi người. Thì ngày đợi ngày sau chôn, chưa đưa được ngày đó. Thì bữa sau thì bữa nay thì mới ngày mai mới chôn nha. Ở đây thì một anh trai 43 bốn mấy tuổi mọi người. Dạ chào chú. Thì anh này thì bị tai nạn chung với em trai 17 tuổi hả chú? Dạ. Chú là bà con hả? Dạ. Anh rể. Anh rể ha. Dạ. Đây là mẹ ha. Dạ. Không may thì cũng vì chén cơm manh áo nha mọi người. Thì bị tai nạn lao động thôi. Ra đi lượt hai anh em luôn. Hai anh em làm chung. Anh này cũng chưa vợ chưa con, còn em trai thì mới 17 tuổi. Con chào mẹ nha. Mẹ biết con không? Con đi bán mì ngang đây hoài nè. Quay chia sẻ cộng đồng. Dạ. Thì cũng không may nha mọi người. Cũng không ngoài ý muốn thôi. Nhưng bây giờ thì hai anh em ra đi một lượt. Thì cuối cùng cũng nằm chung một lượt một chỗ nha. Thì cũng rất là tốt luôn. Thì anh em trai bữa nay chôn trước rồi mọi người. Thì anh trai này thì ngày mai mới chôn. Anh trai thì được bao nhiêu tuổi vậy chú? 43 ha. Dạ. Thì cái này mai mới an táng ha. Mai 9 giờ. Dạ. Cũng ngồi chung với H7 luôn hả? Chỗ Nguyễn Trang á. Luôn hai đứa cũng chôn cặp nhau luôn. À. Chôn cặp cái bên. Này là hy hữu luôn ha. Hai anh em mà mặn chung rồi mất chung rồi chết chung chỗ luôn.